Thưa quý vị, hơn một tuần trở lại đây, giá heo thịt được điều chỉnh theo xu hướng nhích nhẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký, dao động từ 53.000 đến 56.000 đồng một ký. Dưới mức giá này, người chăn nuôi đã có lãi khoảng 100.000 đồng một con heo thịt xuất chuồng. Đây là tín hiệu đáng mừng nếu mức giá này được duy trì và tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, dịch tả heo châu Phi đang tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát. Hai tháng đầu năm nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 40 tỉnh thành cả nước, buộc tiêu hủy trên 16.000 con heo. Riêng tại Bà Rịa Vũng Tàu, bệnh đã xảy ra tại 4 huyện với 11 ổ dịch, buộc tiêu hủy 274 con heo nhiễm bệnh. Các ổ dịch xảy ra chủ yếu ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và không thực hiện an toàn sinh học. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có tổng đàn heo trên 362.000 con, trong đó khoảng 60% vẫn nuôi theo hình thức nông hộ nhỏ lẻ. Trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi bùng phát, ngành nông nghiệp tỉnh, đặc biệt là cơ quan chuyên ngành thú y, phối hợp với các ngành các cấp và các địa phương đang triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch bệnh, trong đó chú trọng kiểm tra tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm và hướng dẫn các địa phương xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ngành chức năng cũng đẩy mạnh xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh, tăng cường kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn heo, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và tăng cường vệ sinh, tiêu độc sát trùng khu vực chăn nuôi.